Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học thứ tư, quản lý nhà sản xuất trong Vitromart. Bài học này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách quản lý danh mục các nhà sản xuất và sử dụng các menu của Vitromart để hiển thị thông tin của các nhà sản xuất này. Thì đầu tiên chúng ta cũng cần truy cập vào phần quản trị. Chúng ta sẽ vào phần component, tiếp tục vào phần menu Vitromart. Và hôm nay chúng ta sẽ thao tác với phần đó là manufacturer, tôi tạm dịch đó là nhà sản xuất. Chúng ta có hai phần quản lý chính, đó là phần manufacturer và manufacturer category. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần category. Đây là danh sách các category. Chúng ta có thể hiểu là các nhà sản xuất họ sẽ thuộc về những nhóm nhà sản xuất nào đó. Thì đầu tiên để thêm ra các nhà sản xuất thì chúng ta sẽ cần thêm nhóm cho nhà sản xuất đó. Thì để thêm thì chúng ta sẽ click vào nút new. Chúng ta sẽ nhập tên cho phần category. Tôi sẽ nhập như là book. Chúng ta chọn trạng thái public đó là yes và phần miêu tả về nhà sản xuất này. Chúng ta sẽ nhập như là cung cấp sách, CD, VCD, DVD, vân vân. Sau đó tôi sẽ nhấn vào nút Save and Load. Như vậy các bạn thấy là chúng ta đã tạo ra được một category của nhà sản xuất rất là đơn giản. Chúng ta sẽ tạo ra tiếp các nhà sản xuất cho category này. Chúng ta sẽ vào một manufacturer. Ở đây các bạn thấy là chúng ta đã tạo ra được một nhà sản xuất. Đây là phần dữ liệu mà Vitromart đã install sẵn cho chúng ta. Ở phần danh sách này chúng ta có phần tên của nhà sản xuất, email, phần description và cho biết là nhà sản xuất này sẽ thuộc về category nào cùng với URL của nhà sản xuất đó. Và mỗi nhà sản xuất cũng có ở các trạng thái như là public hoặc là unpublic. Tôi sẽ nhấn new để thêm nhà sản xuất mới. Khi chúng ta thực hiện thao tác thêm một nhà sản xuất thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất đó là description và phần thứ hai là email. Đây là các hình ảnh liên quan đến nhà sản xuất đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn phần description. Chúng ta sẽ nhập tên cho nhà sản xuất. Ví dụ tôi sẽ nhập như là Fahasa. Trạng thái public tôi sẽ chọn là yes. Phần alias các bạn có thể để rỗng. Và chúng ta sẽ chọn là Fahasa sẽ thuộc về category, đó là category book. Category này chúng ta vừa tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập vào phần URL của nhà sản xuất này. Các bạn thấy ở đây có một phần tooltip và nó yêu cầu chúng ta là phải nhập địa chỉ bắt đầu bằng HTTP. Chúng ta cũng nhập đúng như vậy. Tôi sẽ nhập là http 2.// chúng ta sẽ nhập địa chỉ như là www.zen.vn và chúng ta tiếp tục nhập vào địa chỉ email của nhà sản xuất này. Tôi cũng nhập như là zenvn@gmail.com. Và chúng ta cũng có một phần description để miêu tả về nhà sản xuất Fahasa này. Tôi sẽ copy giá trị này để chúng ta khỏi nhập. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào nút Save. Thì các bạn thấy là chúng ta đã tạo ra cho phần description. Chúng ta tiếp tục qua phần email. Ở phần email này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách upload hình ảnh cho nhà sản xuất bằng cách là chúng ta sẽ di chuyển đến phía cuối và chúng ta sẽ truy cập vào phần upload file. Chúng ta sẽ nhấn vào nút choose file để chọn đường dẫn đến hình ảnh mà chúng ta cần upload. Ví dụ tôi sẽ chọn hình ảnh đầu tiên. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta thực hiện thao tác up hình ảnh thì ở đây có một phần email action bao gồm 3 phần, đó là phần nom, phần upload và phần relay thumb. Chúng ta sẽ thử từng tự các phần cấu hình này. Đầu tiên là phần nom.
sau đó chúng ta nhấn vào nút Save. Thì các bạn thấy không có gì thay đổi cả, do chúng ta chọn phần upload đó là none nên hình ảnh của chúng ta không được upload lên. Bây giờ tôi sẽ thử chọn sang phần upload và tôi chọn hình ảnh. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh vừa rồi. Chúng ta tiếp tục di chuyển lên và tôi nhấn vào nút save. Thì bây giờ các bạn thấy là hình ảnh của chúng ta đã được upload lên thành công. Chúng ta có thể click vào hình ảnh này để xem phần chi tiết của hình đó, chúng ta có tên của hình ảnh cùng với phần định dạng file. Thì các phần này các bạn có thể coi ở phần khung phía dưới. Đây là thông tin của những hình ảnh này. Chúng ta tiếp tục thử upload một hình ảnh mới. Chúng ta click vào choose file. Tôi sẽ chọn hình Dreamweaver. Với phần tùy chọn Image Action đó là upload, tôi sẽ di chuyển lên phía trên và tôi nhấn vào nút save. Tương tự các bạn thấy là hình ảnh Remover của chúng ta đã được upload lên thành công. Bây giờ để xóa đi hình ảnh này thì chúng ta chỉ việc click vào phần icon có hình dấu gạch thì hình ảnh của chúng ta đã được xóa khỏi hệ thống. Các bạn thấy khi chúng ta đang thao tác với hình ảnh nào đó thì ở phần Image Action đã thêm một tùy chọn chúng ta, đó là tùy chọn Relay. Và tùy chọn Relay Thumb hay tùy chọn này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ thì các bạn thấy là việc tạo ra thông tin của một nhà sản xuất chúng ta đã thực hiện xong. Phần description và phần email chúng ta đã hoàn thiện. Bây giờ tôi sẽ click vào nút save and load. Các bạn thấy chúng ta đã tạo ra được một nhà sản xuất mới tên là Fahasa với địa chỉ email, phần description cũng như là phần category. Và các bạn thấy khi chúng ta vừa tạo thì ID của nó là ID số 2. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc sử dụng các menu để hiển thị thông tin của các nhà sản xuất này. Thì để tạo ra menu, chúng ta sẽ vào phần menu Visual Mark, chúng ta chọn là Add New Menu Item. Chúng ta sẽ click vào nút Select và chúng ta di chuyển đến phía phần nhóm menu của Visual Mark. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với menu đó là Menu Feature Default Layout. Chúng ta cũng nhập phần menu title cho nó đúng với phần menu item type để chúng ta dễ làm việc sau này. Sau đó tôi sẽ nhấn vào nút save. Các bạn thấy là phần menu của chúng ta đã được tạo ra thành công. Tôi sẽ di chuyển vào trang home và tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy nhóm menu của chúng ta đã xuất hiện thêm một menu, đó là menu Manufacturer Default Layout. Tôi sẽ click vào menu này. Lập tức chúng ta được chuyển đến trang. Đây là trang chứa hai nhà sản xuất của chúng ta. Hai nhà sản xuất này thì có trong cơ sở dữ liệu. Và đây là phần hình ảnh của nhà sản xuất đó. Bây giờ tôi sẽ quay lại phần quản lý danh sách các nhà sản xuất. Tôi sẽ vào Component Visual Mark. Chúng ta sẽ vào Manufacturer và chúng ta edit phần Fahasa. Chúng ta qua phần Email và chúng ta sẽ đang chọn với hình ảnh này. Tôi sẽ thực hiện chọn một hình ảnh khác. Tôi chọn hình Dreamweaver và với Email Action tôi chọn là Relay Thumb. Tất nhiên là phần hình ảnh demo nhỏ ở đây sẽ được thay thế. Bây giờ chúng ta sẽ thử click vào nút Save. Thì các bạn thấy phần hình ảnh của chúng ta vẫn còn, tuy nhiên phần thumb của nó đã được thay đổi. Chúng ta sẽ thử refresh lại ở trang Manufacturer này. Thì các bạn thấy phần hình ảnh của chúng ta đã được thay đổi thành Dreamweaver. Và phần này chỉ thay đổi đối với hình ảnh thumb, hình ảnh mặc định của chúng ta thì không thay đổi. Bây giờ tôi sẽ chọn với tùy chọn là Relay. Chúng ta tiếp tục chọn phần Dreamweaver và tôi sẽ di chuyển lên phía trên, tôi chọn nút Save. Thì các bạn thấy bây giờ phần hình ảnh ở đây cũng được thay đổi theo. Các bạn thấy chúng ta đã thay đổi tất cả hình ảnh thành hình Dreamweaver. Như vậy các bạn đã hiểu các phần chức năng của Email Action. Từ phần None, Upload, phần Relay hay là Relay Thumb chúng ta đã tìm hiểu xong. Tôi sẽ di chuyển lại phần hình ảnh ban đầu, đó hình ảnh em bé, để chúng ta dễ quan sát và không bị vỡ giao diện.
chúng ta sẽ thử refresh lại trang Manufacture Bay này. Các bạn thấy là chúng ta chưa thay đổi được, tôi sẽ kiểm tra lại. Thì do là lúc này chúng ta chưa xóa hình Dreamweaver đi, chúng ta sẽ remove hình này và chúng ta click chọn vào phần hình em bé này, sau đó chúng ta click vào nút Save và chúng ta sẽ thử refresh lại. Thì lúc này các bạn thấy hình ảnh của chúng ta đã được thay đổi và chúng ta cũng tìm hiểu thành công phần menu Manufacture Default Layout. Nếu chúng ta click trực tiếp vào các icon này thì chúng ta sẽ được di chuyển đến trang của nhà sản xuất đó. Ví dụ chúng ta đã di chuyển đến trang của Fahasa. Ở đây có phần email, phần Manufacture Bay. Chúng ta sẽ thử click vào liên kết này. Và chúng ta cũng thử click vào phần email. Thì các bạn thấy khi chúng ta click vào phần email thì chúng ta lập tức bật được một phần ứng dụng của Microsoft Outlook để chúng ta gửi những phần thông tin của chúng ta đến địa chỉ zenvn@gmail.com. Địa chỉ này đó là địa chỉ của nhà sản xuất mà chúng ta đã cấu hình trong phần quản trị. Chúng ta sẽ đóng đi phần cửa sổ này. Và khi tôi click vào phần Manufacture Bay thì chúng ta lập tức di chuyển đến website mà chúng ta đã cấu hình trong phần quản trị. Như vậy các bạn đã thấy được phần công dụng khi mà chúng ta cấu hình trong phần quản trị. Ở đây cũng có phần hình ảnh demo của nhà sản xuất. Và ở đây các bạn thấy chúng ta cũng có một phần đó là hiển thị tất cả các sản phẩm của nhà sản xuất Fahasa này. Chúng ta sẽ quay lại phần quản trị. Chúng ta sẽ tạo ra một nhóm menu mới. Tôi sẽ vào menu Vitromat, Add New Menu Item. Chúng ta sẽ click vào nút Select. Và menu thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu đó là phần Manufacture Detail Layout. Chúng ta cũng nhập phần menu Title giống như phần menu Item Type. Sau đó chúng ta có một phần cấu hình quan trọng đó là phần Rewind Setting, cho biết là phần Detail này sẽ thuộc về nhà sản xuất nào và chúng ta sẽ chọn nhà sản xuất đó là Fahasa. Sau đó tôi nhấn vào nút Save. Chúng ta tiếp tục refresh lại trang của chúng ta và chúng ta click vào phần menu detail. Thì các bạn thấy chúng ta đã được nhảy đến trang Fahasa. Đây cũng là cách mà chúng ta không cần dùng qua phần default layout. Khi mà chúng ta click vào phần hình ảnh ở default layout thì chúng ta sẽ được chuyển đến phần menu đó là detail layout, cũng với các chức năng tương tự như là khi chúng ta click vào icon của phần default layout. Chúng ta cũng có phần gửi email, có phần di chuyển đến trang của nhà sản xuất và xem các sản phẩm của nhà sản xuất đó. Như vậy, hai menu chính của phần Manufacture chúng ta đã tìm hiểu xong. Chúng ta đến với phần cuối cùng đó là phần Module Vitromat Manufacture. Chúng ta sẽ vào lại phần quản trị. Tôi sẽ đóng đi phần Menu Manager này. Chúng ta sẽ vào phần Extension Module Manager. Chúng ta click vào nút New. Và phần Module 2 chúng ta sẽ chọn đó là Vitromat Manufacture. Phần Title chúng ta sẽ copy giá trị trên đây. Và phần Position chúng ta sẽ chọn đó là Template Bit 20. Và ở position số 4. Sau đó chúng ta sẽ click vào nút Save. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại trang của chúng ta và chúng ta refresh. Chúng ta di chuyển đến phía dưới thì các bạn thấy phía sau phần Vitromat Currency Selector chúng ta đã tạo ra được một module mới với tên đó là Module Vitromat Manufacture. Chúng ta sẽ click vào dấu cộng để hiển thị thông tin của module này. Thì đây các bạn, chúng ta thấy là có hai phần, đó là phần Fahasa và phần Manufacture. Đây là danh sách của hai nhà sản xuất mà chúng ta đã thiết lập trong phần quản trị. Vậy là các bạn đã hiểu được chức năng của module này. Đây là module dùng để hiển thị các nhà sản xuất trong phần website của chúng ta. Tôi sẽ quay lại phần module và xem xét các phần cấu hình khác. Ở phần Basic Option
chúng ta có phần tùy chọn đó đầu tiên. Bây giờ tôi đang chọn với phần thuộc tính đó là hiển thị phần email và phần name. Do đó đối với mỗi nhà sản xuất chúng ta hiển thị cả phần hình ảnh và phần tên. Bây giờ nếu mà tôi chỉ muốn hiển thị phần tên hoặc thành phần hình ảnh thì chúng ta sẽ vào phần có hình này. Bây giờ tôi sẽ chọn là chỉ hiển thị hình ảnh. Sau đó chúng ta click vào nút save. Và chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy phần tên của các nhà sản xuất này đã biến mất mà chỉ còn xuất hiện phần hình ảnh. Tương tự, chúng ta cũng có thể là chọn chỉ hiển thị phần name. Sau đó chúng ta click vào nút save. Và bây giờ tôi cũng sẽ thử refresh lại để các bạn thấy. Thì lúc này tên của hai nhà sản xuất đó là Fahasa và Manufacturer đã hiển thị cho chúng ta. Chúng ta quay lại các phần cấu hình khác. Ở đây có phần Display Style và chế độ đang được chọn đó là Display ULLI. Chúng ta sẽ thử theo dõi phần Element của hai phần tử này. Thì đây các bạn thấy là hai phần tử này nằm trong các cặp thẻ UL. Tôi sẽ phóng lớn lên để các bạn dễ theo dõi hơn. Thì các bạn thấy các giá trị này nằm trong các cặp thẻ UL-LI. Do là chúng ta đã cấu hình trong phần Display Style. Bây giờ tôi sẽ thay đổi nó thành giá trị là Div. Và tôi nhấn vào nút Save. Sau đó chúng ta sẽ thử Refresh lại. Và chúng ta sẽ thử kiểm tra phần tử của hai phần tử này. Thì các bạn thấy phần Fahasa cũng như là phần Manufacturer đã nằm trong cặp thẻ Div đúng như là phần cấu hình mà chúng ta đã thiết lập. Chúng ta đến với phần cấu hình thứ ba đó là thiết lập số nhà sản xuất xuất hiện trên một dòng. Ở đây đang để giá trị rỗng và nó sẽ hiển thị là các bạn thấy là hiển thị. Tôi sẽ tắt đi phần Embed Element. Chúng ta sẽ thử refresh lại. Thì đây các bạn thấy mỗi dòng sẽ hiển thị thông tin của một nhà sản xuất nào đó. Bây giờ tôi sẽ thay đổi giá trị này thành 2. Tất nhiên là mỗi dòng tôi muốn hiển thị hai nhà sản xuất. Sau đó click vào nút Save. Và chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy phần Fahasa và phần Manufacturer đã hiển thị lên cho chúng ta cùng trên một dòng. Và chúng ta cũng có thể click vào phần liên kết này. Thì lập tức nó nhảy đến trang detail của nhà sản xuất đó. Chúng ta đến với các phần cấu hình còn lại, đó là phần header text và phần footer text. Tôi sẽ copy hai giá trị này. Tương tự footer text. Sau đó chúng ta click vào nút save. Và bây giờ tôi sẽ thử refresh lại. Chúng ta di chuyển đến với phần module thì các bạn thấy phần header text và phần footer text nó lần lượt nằm ở phía trên và phía dưới các giá trị của nhà sản xuất của chúng ta. Như vậy chúng ta cũng tìm hiểu thành công module VirtualMax Manufacturer. Chúng ta sẽ ôn tập lại bài học ngày hôm nay. Đối với bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu thành công phần component VirtualMax và các phần cấu hình của Manufacturer. Chúng ta đã tìm hiểu các menu để hiển thị phần layout cho các nhà sản xuất cũng như là phần thông tin chi tiết của một nhà sản xuất nào đó. Và cuối cùng chúng ta cũng đã tìm hiểu thành công phần module VirtualMax để hiển thị danh sách của các nhà sản xuất. Trong bài học sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến thành phần shop và chúng ta sẽ tiến hành cấu hình một số thành phần trong thành phần shop này. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau.